trận thi đấu chung kết đầu tiên của các em thủ bên phía Hà Nội ở trong CL đấu thứ 5 này. Phonesian và Hitty. Phố hit bên kia quân gì đây? Như vậy bên kia quân rất là xấu, Pamper. Một quân thì ông vâng rất là thịt nông dân rất là đắt. Một ông thì đi bộ. Pamper đối đầu với Hitfo. Mà nói về ép đời thì bên mình kém hơn bên họ một chút. Mà nói về chạy nhanh thì bên mình sẽ chạy nhanh hơn rồi. Hai ông kia toàn ông di chuyển chậm lắm. Vâng, như bạn vô thường bảo nô 1 bảo 4 voi, các bạn cứ cãi mình. Mình vừa hỏi vô nô 1 xong, nô 1 bảo 4 voi. Hitfo đối đầu với Panther. Thôi chúng ta sẽ chuyển chủ đề. Chúng ta sẽ chuyển chủ đề đây, không ở vấn đề này mãi được. Quân thì khá ổn, nhưng bên họ có vẻ là đẹp hơn. Vâng, như vậy là Linh Kyo chuyển lời đến vô thường và nô 1. Em tự hào với hai anh lắm. Không biết tự hào vấn đề gì đây. Vâng, nhưng mà tự hào không nếu không thua bằng bây giờ tự hào nó phải bằng hiện vật. Ví dụ như là G coin hay là cái gì đấy. Và các bạn hãy để chuyển, hoặc nếu mà bạn muốn chuyển G coin thì bạn hãy chuyển đến G coin và G mai của mình. Sau đó mình sẽ chuyển đến vô thường và nô 1 với những lời chúc thân thương nhất. Và sẽ quay trở lại trận đấu này, một bài mà Hitty khá đẹp. Nhưng mà có vẻ là không có rừng. Rừng này thì đánh được cung thôi nhưng mà sẽ không khỏe. Bên họ là Panther, các bạn biết cái sự phũ phàng của Panther nó như thế nào rồi. Khả năng vô thường sẽ phải là nô 1 sẽ phải là người đánh chém trong trận đấu này. Đây là Phonesian. Vậy như vậy là Phonesian bài này khá nhiều rừng đấy, thế mới hay. Bây giờ thì đi vào trong và anh sẽ ăn bãi quả này. Bên trong của chúng ta úi dồi, như vậy bài vô thường khá được. Nhưng mà trong cái hốc, ô thôi, có hốc nhưng vẫn đánh chém. Ô, mong tôi nghĩ bài này đánh thẳng cung cũng được. Vâng, Phonesian đánh cung để cho Hitty đánh chém không vấn đề gì cả. Mặc dù để không tận dụng được quá nhiều lợi thế của Phonesian và Hitty, nhưng mà thôi, cũng được. Bài hôm nào quân đẹp. Vâng, đề nghị kia viên bùi hình nhìn ở phía dưới. Vâng, gần núi đã pot quân. Không biết ông này làm gì. Vô phòng mình chắc là xem ấy thôi. Xem những bộ phim tình cảm lãng mạn. Những bộ phim hành động. Chỉ có hai người. Hành động ấy diễn ra lặp đi lặp lại nhưng mà rất nhiều người xem. Vâng, người ta gọi là xem phim con lợn. Và đây là bài của vô thường. Một bãi quả khá đẹp. Một bãi quả thiết kế để cho thiết kế chiếc BG này ở cái chỗ này. Cực kỳ đẹp. Và 2-3 dân thì khả năng vô thường sẽ là người đánh chém. Sẽ đánh chém trong bài đấu này. Và con heo thì trong miền Nam nó là con heo thôi, còn ở miền Bắc của chúng ta thì nó là con lợn. Vâng, đây rồi. Có một con sư tử ở đây. Không biết anh đi dò cái gì, bài anh đã đủ đồ rồi mà. Ồ, đây đầy bãi quả đây rồi. Mà không những 10 mà còn là 10 sớm. Homeless.
Vâng, màu 8 thì là nó 1 mà. Vâng, mình bình luận vô thường đâu. Vâng, bạn lạnh nghe nhầm rồi. Thế vậy là đây là một bãi vàng mà tương đối đẹp của game thủ nô 1. Rất đẹp. Hai chiếc BE để bo kín được cái chỗ này. Gặp màu vòng gặp pơ của game thủ 1-5. Vâng, công giáp đầy đủ. Vâng, con giò của pơ là giò yếu hơn. Và tiếp tục đi ăn hoang. Đây rồi. Đây là hai BL và đây bốn con dân của pơ. Đây là con ngựa giò công giáp và khả năng game thủ 1-5 game thủ tí sẽ mất cái bãi vàng này. À không, mất những thằng dân này. 2 BL và 1 BP đó chính là các bài đánh của game thủ No 1. Rồi bây giờ đuổi theo con. Ơ giờ chơi nhiều thế nhỉ. Đây rồi, sắp có cái xe. Vâng, cố gắng đuổi theo, đừng để mất con giò là được. Đây, đi đâu. Vâng, như vậy là bốn con ông dân. Ơ, chạy con giò. Bốn con ông dân của game thủ cặp pơ đã chết. Và sẽ đến với những con dân nông dân tiếp theo. Một bài pơ không quá phũ. Cẩn thận nhá. Vâng, sửa. Sao họ dẫn họ ra đây được không? Khá ổn bài đấu này. Vô thường đang chiếm được rất nhiều lợi thế trước game thủ cặp pơ. Bây giờ thì không, nhưng mà anh vẫn chém nhà pơ. Chúng ta quay sang mảnh máy vô thường xem còn khỏe không. Đây là vô thường và như vậy là Pamiran đánh thẳng A. Vâng, đánh thẳng cung R thì đúng hơn. Nhưng sao lại dị thế này nhỉ? Vâng, như vậy đây là cái vụ văng lốp. Một điều rất hi hữu, vâng, Hitty thì đánh lạc đà, còn Pamiran thì lại đánh thẳng cung R. Vâng, ông cầm cung tuyển thì lại đánh chém, còn ông cầm chém tuyển thì đánh cung. Gì? Hit tránh lạc đà. Hit lên mình nó nào gì? Thế tôi bảo hit đánh lạc đà, còn Pan đánh cung R. Vâng không, bạn Thủy Vũ rất, bạn rất là vô duyên. Mình có gọi bạn đâu mà em đây anh. Em đây anh rồi. Vô duyên đừng hỏi luôn. Và bây giờ sẽ đến không, đây là Pan. Vâng, Pan đánh thẳng cung R chứ không phải là Pơ. Bên kia Pơ đánh chém rồi. Vâng, quay trở lại với No 1 xem. No 1 đã giết được Pơ chưa? Như vậy là No, vâng, Pơ không khỏe trong trận đấu này. Không, như vậy là không biết họ đang dân đang ở đâu. Ôi, đẩy lên. Nhưng mà không, nhưng mà không đẩy lên. Ôi giời, đi đâu đây? Hơi đen cho tí trận thiếu này. Khi mà gặp phải No 1 mà bài mà quá khỏe. Khó quá. Mà con giò của anh vẫn sống, mà con giò chỉ còn tí máu thôi mà vẫn sống từ nãy đến giờ. Nó bị phù mất hai con lạc đà nhưng bây giờ nó không phải là vấn đề quá lớn. Cẩn thận đấy, cỡ con phù. Con phù bị con sư tử cắn. Đắng thế nhỉ. Phù sợ nhất sư tử, không bất lực. Gọi là ông già bất lực trước con sư tử. Vâng, vậy e kịp không? Nhưng mà họ không dám vào. Thằng mài cực kỳ, vâng, cực kỳ to. 34/68. Quay trở lại vô thường. Vô thường vẫn thủ được nhà và vẫn đang rèn giữ nhà cầm bang. Đừng nói với tôi trận này mà vâng ông Văn Lớp đánh cung R mà thắng nữa thì khả năng sẽ được đưa vào highlight. Đây là C4 trận 4. Tỷ số đang là 2-1 dành cho cặp đôi Nghệ An rồi. Rồi bây giờ thì bị chém vào nhà. Pơ thì chắc chỉ còn 3 lạc đà thôi. Vàng đang tư đối nhiều. Có bơm cho ông nào không?
Và đây là nô 1. Vâng, nô 1 thì đang như một con trâu và đang vẽ ruộng ầm ầm. Vâng, ốp vào tờ này hai bên, nhưng bên kia nên nhớ rằng vô thường không quá khỏe. Vâng, quân thì rất ít nhưng mà hổ báo. Ông lùi 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 lùi. Ông cứ quay về đánh chết hẳn Pơ đi. Cho Pơ không còn cái gì nữa thì quay sang đánh ông còn lại cũng được. Còn một mình ông Pan thì đánh GR không nào cân được đôi. Khó lắm. Vâng, Tí là người cầm Pơ. Tí là người cầm Pơ. Đi đâu? Và rồi Tí vẫn còn tham, nhưng mà rất tiếc có Tí là Tí gặp Foundation một bài quá khỏe. Vâng, có chặt gỗ 2, chặt gỗ 3 gì không? Đây là họ vẫn sản ở những con nông dân. Tiếp tục tăng A đến từ nô 1. Bây giờ thì bắn hết L của cái thủ mùa 5 đi. Mùa 5 gần như là phế rồi. Lạc đà cũng hết mà cung đỏ cũng không có. Bên kia còn mỗi văn lớp. Vô thường vẫn đỡ được. Nó bỏ nhà đi cũng được, không có đấy gì cả. Thế trận là 1-2 rồi. Và ốp thẳng vào nhà của thủ Van Lớp. Van Lớp đi một kích cung cực kỳ to. Thế vậy như vậy là ở nhà anh nghĩa không có nhiều. Ồ không, nhưng mà Van Lớp đang cùng đứng cung khá hay. Bây giờ nô 1 cũng đang đến. Và chúng ta cùng quay trở lại với nô 1. 47/68. Bên kia khá đông cung rồi, cần phải cẩn thận. Bên kia tôi nghĩ là Van Lớp còn đông cung hơn cả hai nhà bên này cơ. Vâng, đây là một cái hố lỗ rất là nhỏ, chưa chắc ăn được thông thế này. Foundation đối đầu với Pamiran. Foundation đánh hỗn mã, còn Foundation Pamiran thì đánh lạc đánh cung rờ rất là ảo diệu. Liệu rằng cân chân này cân được đôi không? Đây là có những con lạc đà ở trong chân này, khả năng cân được đôi đấy. Họ khá đông. Đi lùi, bị vấy e. Ha!
Alo. Ơ thế như vậy là bình luận nãy giờ nhưng mà lại quên bật mic. Thắng lòng. Nãy giờ gào khan cái cổ rồi. Thôi được, chúng ta cùng quay trở lại trận đấu này. Một bài Văn Lớp đánh cung R khá khỏe. Một bài mà Văn Lớp đánh cung R cực kỳ khỏe, các bạn nhìn thấy. Siêu siêu khỏe luôn. Và bây giờ thế trận đang đưa về thế trận cân. Nhưng mà Văn Lớp đánh cung R đã giết được nhà của Vô Thường. Chỉ còn nhà của game thủ No 1 mà thôi. Nhưng ở bên kia thì đang dùng được rất đông cung. Cẩn thận nhá, cẩn thận đi bắt, cẩn thận đi bắt. Bây giờ Vô Thường ấy để ý về hồi. Để ý về thôi cạnh nhà của No 1 đi. Bắt lốt đi con lạc đà này. Ông 1-5 này không ngon quá nhiều lạc đà đâu. Ban này phát triển nó rất đơn giản. Nó rất yếu thôi. Cứ từ từ mà đánh. Vâng, cứ từ từ mà đánh. Mình là Phonesian cơ mà. Ban phát triển cái gì? Vâng, yếu lắm. Cẩn thận bắt nhá. Công việc thì Văn Lốp đang có 2 turn và đang định có ý định bắt đội quân này của No 1. Mà No 1 chơi luôn trong turn này. Văn Lốp tham khoảng tầm cũng bằng No 1 thôi, nhưng mà quân của Văn Lốp rất nhiều. Và không biết có đầu máu gì. Có đầu máu này hơi xương. Phu. Còn rất nhiều phù ở trong nhà cơ, không bướng. Vâng, No 1 Vô Thường cần phải quay về nhà No 1 để hồi. Thế chuyện bây giờ thì đã đảo chiều rồi, hai nhà gần như là solo với nhau. 1-5 không còn quá nhiều vàng. Ờ, bên có vàng cho No 1 lên cái đầu gấu cái. Vâng, bây giờ rất đông cung của Pamran. Nhưng đây là lợi thế ở nhà. Vâng, đang vây tứ phía. Rô. Vâng, ai ăn trong tương này? Vâng, ai là người ăn ai? Vâng, như vậy là khó. Vâng, khó với Vâng Lốp. Vâng, Vâng Lốp đi một cái tên mà hơi ảo. Mà anh chết quá nhiều quân. Vâng, khó lắm. Vâng, đây là phô cơ mà. Ban thì lên cũng là khỏe thì khỏe thật, nhưng mà sao ăn được phô. 1-5 vẫn đang quấy rất là điên cuồng. Cần một chút vàng. No 1 cần một chút vàng để có thể lên được cái gì nhỉ? À, lên cái đầu máu. Bây giờ thì đuổi quân của Văn Lớp. Văn Lớp tầm sau tầm rồi thì lại yếu hơn No 1 rồi. Rất hay. Ở bên kia, như vậy là đầu gấu lên rồi. Còn rất cảm ơn các bạn đã nhắc mình. Nay tập trung bình luận quá không để ý, và như vậy Văn Lớp đã resize. Tỷ số được nâng ấn định thành 3-1 ở trong xe đấu thứ 4. Và không biết có xe đấu thứ 5 hay không. 3-1 ở trong xe đấu thứ 4, tỷ số của xe hiện tại đang cũng là 3-1 luôn.